Thầy chào các em. Thầy là Trần Quang Lập, giáo viên trường tiểu học A Vọng Đông. Hôm nay thầy tiếp tục gặp gỡ các em và cùng tìm hiểu, trao đổi thêm cái bài bảng cộng tiết 2. Thì ở tiết học trước chúng ta đã củng cố lại bảng cộng qua 10 trong phạm vi 20, và tiết này chúng ta tiếp tục lại và thực hiện vận dụng vào làm những cái bài tập. Sau đây thầy trò chúng ta sẽ vào tiết học hiện tại chúng ta học môn toán. Tên bài học là bảng cộng tiết 2. Để đi vào tiết học thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi khởi động. Trò chơi mang tên là ếch con đi học. Thì giống xung quanh chúng ta, mọi vật, mọi người, ai cũng làm việc, ai cũng phải đi học hành hết. Ếch xanh cũng vậy, ếch xanh cũng phải đi học giống như chúng ta. Thì ếch xanh học bằng cách nào? Thì khi mà ếch xanh nhờ giúp đỡ của chúng ta thì chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ ếch xanh nhé các em. Đây là bạn ếch xanh, nhà bạn ếch xanh bên phía bên đây, và các bạn đã qua bên bờ bên đây rồi. Còn bạn ếch xanh thì lý do vì sao không qua được, chúng ta tìm hiểu nào. Bạn ếch xanh chào chúng ta. Xin chào các bạn nhỏ, mình là ếch xanh, hôm nay mình đi học muốn sang bờ sông bên kia để học bài với các bạn. Mình phải nhảy qua các bèo sen, mỗi bèo sen là một câu hỏi, các bạn có thể giúp mình trả lời các câu hỏi để mình đi học đúng giờ được không ạ? Hãy giúp mình nhé. Vậy thì các em đã nghe cái lời yêu cầu của bạn ếch xanh nào thì chúng ta thực hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn nhé. Ở đây là bạn ếch xanh phải nhảy qua những cái lá bèo sen. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 5 lá bèo sen. Vậy là phải qua 5 câu hỏi, chúng ta nhanh chóng giúp bạn nhé. 8 cộng 5 bằng bao nhiêu? Nhanh chóng, các con đã tìm được rồi ha, chúc bạn thì bạn kịp giờ học ha. 8 cộng 5 bằng 13. Chính xác. Bạn nhảy được một lá rồi ha. Cái lá thứ hai. 2 cộng 9 bằng bao nhiêu? 2 cộng 9 là 9 cộng 2, chúng ta áp dụng bảng cộng. Chúng ta làm liền ha. Hay là chúng ta gộp cho được một chục và chúng ta cộng với số còn lại. 9 là 10 11, 9 cộng 2 bằng 11. Vậy là bạn em tới nhảy cái thứ hai. 7 cộng 8, 8 bằng bao nhiêu? 8 hay là 8 cộng 7, chúng ta áp dụng bằng cộng chúng ta giúp bạn có xanh liền nhé. Các bạn ra kết quả là 15. Bạn xanh đã nhảy được. Nói các phép tính cộng có tổng bằng 16. Nhanh chóng, các em đã áp dụng được cái bảng cộng. Chúng ta nhắc lại liền. Có bạn nhắc được rồi ha. Đó là 9 cộng 7 bằng 16, 7 cộng 9 bằng 16 và 8 cộng 8 bằng 16. Cảm ơn các bạn. Còn chỉ cần một lá nữa thôi là các bạn giúp bạn ếch xanh đã nhảy được đến bên bờ bên kia rồi nè. Nói các phép tính cộng có tổng bằng 15. Rồi, chúng ta phải nói các phép cộng có tổng bằng 15. Chúng ta đã học rồi ha, áp dụng có liền. Đó là 9 cộng 6 bằng 15, 6 cộng 9 bằng 15, 8 cộng 7 bằng 15, 7 cộng 8 bằng 15. Các em rất giỏi.
đã giúp bạn Hát Xanh đã nhảy đến bến. Xanh cảm ơn. Bạn Hát Xanh cảm ơn các em, các bạn đã giúp mình. Chúng ta vừa hoàn thành được cái bài trò chơi khởi động, đó là giúp bạn Hát Xanh nó thực hiện nhiệm vụ của mình là làm những bài tập để bạn Hát Xanh nhảy kịp giờ đi học với các bạn. Các bạn Hát Xanh thật là chăm chỉ và đi học đúng giờ. Chúng ta hãy noi gương Hát Xanh nhé, chúng ta hãy giúp đỡ bạn và đi học cho đúng giờ nhé. Sau đây thầy và các em sẽ đi vào phần luyện tập. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì nào? Yêu cầu chúng ta là tính nhẩm. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Các em dựa vào bảng cộng chúng ta tìm ra kết quả. 8 cộng 3 bằng bao nhiêu, 4 cộng 7 bằng bao nhiêu, 9 cộng 5 bằng bao nhiêu, 6 cộng 7 bằng bao nhiêu, 4 cộng 9 bằng bao nhiêu, và 5 cộng 8 bằng bao nhiêu. Thực hiện bài tập này thì thầy cũng có một cái trò chơi. Trò chơi mang tên là ai nhanh hơn. Chúng ta chơi như sau, là có bạn Sĩ và bạn Gấu. Mỗi ở đây chúng ta có 6 phép tính chia ra là mỗi bên là rồi bạn nào thực hiện nhanh hơn nhé. Rồi mời bạn Gấu làm, Gấu con làm trước nha. 8 cộng 3 bằng bao nhiêu? 8 cộng 3 bằng 11. Chính xác. Rồi bạn Thủy là 4 cộng 9 bằng bao nhiêu? 4 cộng 9 bằng 13. Chính xác. Vậy bạn này là 6 cộng 7, 6 cộng 7 bằng 13. Chính xác. 4 cộng 7 bằng 11. Chính xác. Rồi còn hai bài. Còn này giơ tay trước. Rồi 4 cộng 7 bằng 11. Chính xác. Ok. 5 cộng 8 bằng 13. Chính xác. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành cái bài tập. Qua bài tập thứ hai, mời các em hãy cùng tìm hiểu bài tập A. Có tất cả bao nhiêu con chim non? Đề bài chúng ta yêu cầu chúng ta làm gì nào? Chúng ta hỏi là có tất cả bao nhiêu con chim non? Vậy thì các em quan sát ở trên màn hình hay trong sách chúng ta thì chúng ta xem coi có tất cả bao nhiêu tổ chim. Có tất cả là 3 cái tổ chim. Tổ thứ nhất có bao nhiêu con chim? Em nào đến cho thầy nào? Các con dễ dàng nhận ra. Điểm 1. Có tất cả bao nhiêu nào? Đi cho thầy ơi. Tổ thứ nhất có 8 con chim. Chính xác. Và mời một em khác cho thầy biết tổ thứ hai có bao nhiêu con chim. Chúng ta trả lời là có 4 con chim. Và tổ cuối cùng dễ dàng nhận ra là có 3 con chim. Vậy là người ta hỏi là có tất cả bao nhiêu con chim thì chúng ta thực hiện phép tính gì nào? Phép tính cộng. Vậy thì chúng ta cộng số chim 3 tổ lại thì sẽ ra kết quả bao nhiêu? Chúng ta tính đi nào. Các em thực hiện áp dụng bảng cộng
hay là chúng ta áp dụng gộp cho đủ một chục rồi cộng với số còn lại. Các em có kết quả chưa nào? À, vậy là có kết quả là 8 cộng 4 bằng 12. 12 bạn cộng với thêm 3 nữa là 15. Có tất cả là 15 cộng thêm 3. Chính xác. Sang bài B. Bài B yêu cầu chúng ta làm gì nào? À, tính. Ở đây người ta kêu chúng ta tính và chúng ta ghi kết quả. Chúng ta mà tính bằng cách nào? Em nói cho thầy biết. À, chúng ta tính áp dụng bảng cộng chúng ta ở đây biểu thức là có hai cái tính cộng để chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Ở đây 3 cộng 7 thì bằng bao nhiêu với em? 3 cộng 7 thì sẽ bằng một chục. Một chục cộng với 6 sẽ là 16. À, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi bí mật trong quả bóng nhé. À, chúng ta mở quả bóng thứ nhất. À, 3 cộng 7 cộng 6 bằng bao nhiêu? À, nhanh chóng chúng ta nói em à, giơ tay, em là giơ tay trước. Rồi, 3 cộng 7 bằng 10, 10 cộng 6 bằng 16. Chính xác. À, chúng ta đã xuất bóng vào. À, xong một quả bóng. Bóng thứ hai. Chúng ta mở. 7 cộng 4 cộng 5 bằng bao nhiêu? À. Em nào có kết quả chưa nào? À, có rồi phải không? Như cho thầy. 7 cộng 4 bằng 11. 11 cộng 5 bằng 16, chúng ta xuất vào. À, chính xác. Còn quả bóng thứ tư. Đây, mở. 6 cộng 5 cộng 4 bằng bao nhiêu? Đối với bài này thì chúng ta làm như thế nào? Tính bằng cách thuận tiện nhất, chúng ta thấy cái số nào cộng số nào được một chục và chúng ta sẽ cộng số còn lại. À, chúng ta nhanh chóng tìm rồi. 6 cộng 4 là 10, 10 cộng 5 bằng 15. Xuất. Chính xác. Rồi, còn quả bóng cuối cùng. Số 3. Mở. 2 cộng 6 cộng 9 bằng bao nhiêu? À, chúng ta lấy 2 cộng 6 bằng bao nhiêu? 8. 8 cộng 9 bằng 17. Đó. À, đây là rất dễ dàng nhận ra. À, 2 cộng 6 là bằng 8. 8 cộng 9. 9 thì 9 gộp cho một chục thì lấy 8 và nhập vào đây là 10. 10 cộng 17 là 17. Chính xác. Đó là chúng ta đã thực hiện xong cái trò chơi bí mật trong quả bóng là giúp các cầu thủ xuất những quả bóng vào khung thành. Bài tập số 3. Mỗi con vật che số nào? Ở đây gọi là có những cái những con vật như con ong, con ốc sên, con giun đất, chú nhím, chú ong, chú chim, và đã che những cái phức những cái số để chúng ta cùng tìm hiểu để mà quy luật nào để chúng ta tìm đâu. Em nhìn mẫu, quan sát mẫu. Ở đây là hai số gần nhau, ở đây là số 2, đây là 9, vậy là tổng của 2 cộng 9 là 11. Ha, hai số liền kề là chúng ta có cái tổng 2 cộng 8 bằng 10 hay là 9 cộng 8 bằng 17. Áp dụng mẫu thì chúng ta lưu ý tổng của hai số liền kề là số bị che nè. Vậy thì ở đây các em nhanh chóng tìm cho thầy 5 cộng 7 bằng bao nhiêu. Vậy là chú ông đã che số
tổng là số nào? Chúng ta tìm áp dụng bằng cộng, chúng ta tìm nhé, 5 cộng 7 hay là 7 cộng 5 là bằng, bạn nào cho tôi biết đây, 12 phải không? Tiếp theo 7 cộng 9 hay là 9 cộng 7 bằng bao nhiêu? À coi em rồi, cho kết quả là 16. Chính xác. Và chốt sớm đã chơi số nào? 9 cộng 5 hay là 5 cộng 9 gì? À, 9 cộng 5 là chúng ta gọt, gọt 1 qua đây là 10, 10 hay là 4, 14. Chính xác. Tương tự như vậy chúng ta cộng hai số 6 và 5, 6 cộng 5 vậy là chú ông che số. Số mấy đây? À, 11. Xem đây, 8 cộng 5. Và chú cú, chú chim cú này là chú cú mèo đã che số nào này? 8 cộng 5 hay là bằng 13, phải không? Chính xác. Cuối cùng 6 cộng 8, 8 cộng 6 là 14. À, chúng ta đã áp dụng bảng cộng và nhanh chóng thực hiện các phép tính những số bị che con vật của dẫn. Đối với bài 4, bài 4 này chúng ta sẽ chơi một trò chơi là lập hoa đường số. Ở đây là 7 cộng những bông hoa bằng bao nhiêu, 6 cộng bông hoa bằng bao nhiêu, và bông hoa cộng 3 bằng 12 phải không? À, bông hoa cộng 8 bằng 16. Vậy thì các em áp dụng bảng cộng ví như 7 cộng bao nhiêu bằng 11. Đây là chúng ta áp dụng mối quan hệ bông hồng này nè bằng 11. Vậy thì chúng ta nhanh chóng, nếu ta thuộc cái bảng cộng thì chúng ta nói là 7 cộng mấy đây? À, 7 cộng 4 bông hồng này là 7 cộng 4 bằng 11. Tương tự như vậy, 6 cộng bông hồng bằng 13. Vậy bông hồng này là số mấy? À, các em đã có kết quả rồi, đó là 6 cộng 7 bằng 13. Và tiếp tục, bông hồng ở đây cộng 3 bằng 12, vậy là bông hồng là số mấy? À, đây là số 9. Bông hồng cộng 8 bằng 16. Vậy chúng ta nhớ bảng cộng thì chúng ta làm liền, 8 cộng 8 bằng 16. À, chúng ta giảm 12. À, đó là bài 4. Rồi chúng ta đã tham gia xong trò chơi lập hoa đường số và các em đã thực hiện rất tốt. Rồi, tiếp theo đây là bài toán thứ năm. Bài toán thứ năm yêu cầu chúng ta làm gì? À, yêu cầu chúng ta là điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng hay dấu bé để điền vào. À, chúng ta so sánh hai vế. À, thì đối với bài tập năm này thầy cũng cho các em chơi trò chơi là hai năm, tại vì ở đây là cái nắm thứ nhất, nắm thứ hai, nắm thứ ba, là dấu chấm hỏi, thầy thay vào là cái nắm. Thì chúng ta ở đây vế bên đây là 7 cộng 9, bên đây là 17. Chúng ta cùng thực hiện nhé. Rồi chúng ta có kết quả chỗ nào? Là 7 cộng 9 thì em bằng bao nhiêu? 7 cộng 9 thì chúng ta bằng 16, và 16 bên đây là 17, thì chúng ta điền dấu gì? À, chúng ta điền dấu rồi bên đây 3 cộng 8, bên đây là 10. Mà chúng ta dựa vào cái tính, ví dụ như là ở đây 8 mà chúng ta cộng mấy bằng 10?
8 thì chúng ta cộng 2 bằng 10 phải không? À, mà đây là 3 rồi, dĩ nhiên là đây là lớn hơn 10. Thì đây thì chúng ta điền dấu. Rồi, ở đây chúng ta cũng dựa vào phép cộng. 5 cộng 7 bằng 12, vậy là số bên đây là 12. Vậy là chúng ta điền dấu gì đây? Chính xác. Thì qua cái bài tiết 2 này thì thấy các em đều thực hiện rất là tốt và thực hiện ôn lại vận dụng cái bảng cộng vào thực hiện phép tính rất là tốt ha, để các em nhớ và vận dụng tốt hơn thì chúng ta hãy xem lại bảng cộng và tiếp tục chúng ta ở tiết sau sẽ luyện tập tiếp cái bài còn lại ở bảng cộng của tiết 3 nhé các em. Bây giờ thầy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.